Chào thầy và các bạn, em là Phạm Hoàng Minh Thư đến từ lớp Y43. Hôm nay em xin trình bày về vai trò của giòi trong sự lành vết thương. Giòi là dạng ấu trùng trong giai đoạn phát triển của ruồi. Liệu pháp giòi, tiếng Anh là matrix therapy, là một liệu pháp sinh học liên quan đến việc đưa những con giòi còn sống đã được khử trùng vào các vết thương trên da và mô mềm không lành của người với mục đích làm sạch các mô hoại tử trong vết thương. Ruồi thường được sử dụng cho mục đích trị liệu là ruồi thuộc họ Calliphoridae. Loài ruồi được sử dụng phổ biến nhất là Lucilia sericata, một loài ruồi chai màu xanh lá cây. Về vai trò của giòi trong sự lành vết thương. Giòi có 4 vai trò chính trong sự lành vết thương, đó là loại bỏ mô hoại tử, khử trùng vết thương, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và ngăn chặn sự hình thành cũng như loại bỏ màng sinh học. Mỗi con giòi có khả năng loại bỏ 25 mg chất hoại tử ra khỏi vết thương trong vòng 24 giờ. Chúng tiết ra các enzyme làm hóa lỏng mô hoại tử, sau đó sự di chuyển của chúng trên các mô hoại tử đã làm loại bỏ các mô hoại tử. Ngoài ra, sự kích thích vật lý và điện lên các tế bào đã tạo ra sự giải phóng các yếu tố tăng trưởng, cũng như là bất kỳ sự giảm có ý nghĩa nào về các mảnh vụn, các màng sinh học, các quần thể vi sinh vật trong vết thương đều làm giảm quá trình viêm và thúc đẩy sự làm lành vết thương. Chính vì những vai trò đó, vào tháng 1 năm 2004, FDA đã cấp phép cho việc sản xuất và sử dụng giòi ở người như một thiết bị y tế được kê đơn với các chỉ định sau để loại bỏ vết thương mô mềm và da hoại tử không lành, bao gồm vết loét do tì đè, loét chân do thần kinh và vết thương không lành do chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Tóm lại, giòi có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm lành vết thương. Chúng có khả năng xử lý chính xác như một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao và chăm sóc vết thương cho vật chủ như một y tá chăm sóc vết thương tận tâm nhất. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.